Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Ông Kadyrov không muốn đến Akhmat bắt sống tù binh Ukraine. Nga chiếm được gần 500 km vuông lãnh thổ Ukraine trong tháng 10. Truyền thông khẳng định phái đoàn Hàn Quốc sẽ tới Kyiv. Tổng thống Putin thừa nhận khó khăn kinh tế khi lãi suất tăng vọt. 76% cử tri Hoa Kỳ quan ngại bùng phát bạo động sau bầu cử Bắc Triều Tiên nâng cao mức độ an ninh cho Chủ tịch Kim. Iran tính tăng gấp 3 lần ngân sách quốc phòng. Bạo lực tình dục kinh hoàng trong cuộc nội chiến ở Sudan. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với dây tinh hoa. Ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, gần đây truyền thông của nước nga cho biết tình trạng kinh tế của nga vẫn phát triển ổn định và mạnh mẽ bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của phương tây và hoa kỳ tuy nhiên dù truyền thông nga có tô vẽ cỡ nào thì một thực tế là người dân nga vẫn đang thực sự cảm nhận sức nóng của nền kinh tế đang thổi vào lưng mình vào ngày hôm qua kênh telegram của moscow đưa tin hệ thống thoát nước thải ở moscow đã bị hư hỏng một đài phun nước cao bằng một tòa nhà dân cư được nhìn thấy ở một trong những quận của moscow Người dân nước này cho biết cuộc sống thường nhật là một chương trình tệ hại theo đúng như nghĩa đen. Nước Nga hiện không có đủ ngân sách để chi trả cho quá trình duy tu, sửa chữa cũng như bảo trì hệ thống nước ngầm dân sự. Vào năm ngoái, người Nga đã chứng kiến nhiều nơi quanh Moscow bị mất nước nóng do hệ thống nhà máy cung cấp gặp trục trặc. Trong khi đó, sự thiếu hụt thực phẩm hàng loạt cộng thêm giá tăng cao khiến đời sống người dân trở nên khốn khổ. Điển hình cho ví dụ này là trường hợp thiếu trứng vào năm ngoái và thiếu bơ trong năm nay. Các sản phẩm bơ sữa và bánh mì là thức ăn truyền thống của Nga, nhưng cho đến nay giá thành bị tăng cao và đối với người thu nhập mức trung bình, bơ trở thành của hiếm trong các kệ hàng. Gần đây nhất, các trang mạng lan truyền hình ảnh hai người đàn ông Nga tìm cách cướp 25 gói bơ ở Moscow. Một nhân viên cửa hàng đã cố gắng ngăn chặn bọn cướp, nhưng một trong số chúng đã đánh cô nhiều lần, trong khi tên thứ hai đã dùng dao để đe dọa cô các nghi can đã bị bắt và đối mặt với án tù 10 năm vì tội cướp tài sản. Một ngày trước đó, truyền thông Nga loan tin giá bơ tăng đáng kể hơn 20% trong một năm. Để bảo vệ hàng hóa khỏi kẻ trộm, họ bắt đầu giấu chúng dưới quầy hàng hoặc bán chúng trong những hộp đặc biệt với các ổ khóa từ. Quay trở lại tình hình chiến tranh, cho đến sáng nay, các hình ảnh được công bố từ Chechnya cho thấy tòa nhà của trường đại học lực lượng đặc biệt bị UAV cảm tử tấn công đã tan hoang phần mái cho dù Tổng thống Chechnya, ông Kadyrov nói rằng đó là một tòa nhà hoang vắng, nhưng ông Kadyrov thề sẽ trả thù sự kiện này. Một video mới được lan tỏa cho thấy, ông Kadyrov đã ra lệnh cho lực lượng Chechnya ở Ukraine không được bắt tù binh. Chỉ thị này không chỉ là một hành động vi phạm công ước của chiến tranh, mà còn là lời thừa nhận công khai từ một trong những quan chức cấp cao của Nga cho biết, những công ước bất thành văn của luật chiến tranh không có ý nghĩa. Trên toàn cầu, Công ước Geneva cấm sát hại những người đã đầu hàng. Công ước này được viết bằng mực đen và trắng và được hầu hết các quốc gia văn minh tuân thủ. Tuy nhiên, bằng cách phớt lờ điều này, về cơ bản ông Kadyrov đã thú nhận tội quân Akhmat của mình đang thực hiện các tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, lực lượng chiếm đóng nga đang tiến vào miền đông Ukraine và trong tháng 10 họ đã chiếm được hơn 470 km vuông. Ấn phẩm Welt viết vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 10, cho biết đây là những thành công về lãnh thổ lớn nhất của Liên bang Nga kể từ tháng 3 năm 2022. Tuần trước, quân đội Nga đã nhanh chóng tiến vào chiến trường Ukraine và chiếm tổng cộng 196 km vuông từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10. Sau đó, hãng tin AFP trích dẫn dữ liệu bản đồ đưa tin quân chiếm đóng đã tiến qua 478 km vuông lãnh thổ Ukraine kể từ đầu tháng 10. Đến ngày 27 tháng 10, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn so với tháng 8 và tháng 9, khi lãnh thổ giành được lần lượt là 477 và 459 km vuông. Tờ World viết, các nhà báo cũng nhấn mạnh rằng trong hai tháng đã có những thay đổi đáng kể trên chiến tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, xung quanh thành phố Pokrovsk nơi có tầm quan trọng chiến lược. The World viết Hai phần ba lãnh thổ mà Nga giành được trong tháng 10 là ở tỉnh Donetsk. Những kẻ chiếm đóng đông hơn quân đội Ukraine về nhân lực và vũ khí đang tiếp cận Bakhmut từ phía nam và phía đông. Lần cuối cùng quân đội Nga tiến được như vậy là vào tháng 3 năm 2022 khi họ cố gắng tiếp cận Kyiv. Các nhà báo cho rằng, cùng với Crimea được sắp nhập vào năm 2014 và các vùng lãnh thổ ở Donbass đã bị chiếm từ trước cuộc xâm lược toàn diện, Nga đang kiểm soát khoảng 18,2% lãnh thổ của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho biết, một phái đoàn từ Seoul sẽ đến Ukraine để chia sẻ thông tin về quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày 29 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tuần này, một phái đoàn từ Seoul sẽ đến Kyiv để chia sẻ thông tin về việc triển khai quân đội từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên lãnh thổ Liên bang Nga. Ông Yoon đã công bố kế hoạch như vậy trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO. Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin, theo ông, Tổng thư ký NATO Reuters nên thắt chặt giám sát hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Trong cuộc điện đàm, ông Reuters cho biết ưu tiên của Liên minh hiện đang bị báo động với sự tham gia của quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào cuộc chiến chống lại Ukraine về phía Liên bang Nga. Tổng thống Hàn Quốc cũng đã gọi điện cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông cũng đã thảo luận với bà về sự di chuyển của quân lính Triều Tiên trên lãnh thổ Liên bang Nga. Ông vừa nói, đây là tình hình nghiêm trọng khi việc triển khai quân đội Triều Tiên thực tế trên tiền tuyến ở Ukraine có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Theo quý vị, Tổng thống Putin thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga và tình trạng thiếu hụt lao động đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn kinh tế ở nước này. Theo đó, Tổng thống Nga đưa ra bình luận này vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất chủ chốt lên mức kỷ lục 21% cao hơn mức khẩn cấp 20% được áp dụng sau cuộc xâm lược toàn diện của Tổng thống Putin vào Ukraine khi phải đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây và sự cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Bất chấp lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Nga, vào tháng này, IMF đã nâng ước tính về mức tăng trưởng GDP của quốc gia này trong năm 2024 từ 3,2% lên 3,6%, một điểm được ông Putin lưu ý trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao vào hôm thứ Hai. Tăng trưởng kinh tế của Nga được thúc đẩy bởi mức chi tiêu quân sự kỷ lục, nhưng tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn do mất quân ở Ukraine và tình trạng chảy máu chất xám của những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã thúc đẩy lạm phát mà ngân hàng trung ương đã cố gắng kiềm chế. Tổng thống Putin nói, những khó khăn và mất cân bằng vẫn còn trong nền kinh tế. Chúng chủ yếu là do những điều kiện khó khăn mà chúng ta xây dựng tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và tài chính. Tổng thống Nga đã đề cập đến các vấn đề do lệnh trừng phạt bên ngoài, cũng như thiếu hụt nhân sự, công nghệ và hậu cần. Những yếu tố này được phản ánh trong số những yếu tố khác vào động thái của giá tiêu dùng. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ BTV Phạm Dương. Thưa quý vị, một cuộc khảo sát mới đây đã hé lộ rằng đa số công chúng của Hoa Kỳ đều cảm thấy lo ngại về nguy cơ bùng phát bạo động ngay sau ngày 5 tháng 11, ngày bầu cử cho vị trí tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2024. Khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Công cộng là APNOC đã công bố vào ngày 28 tháng 10 cho thấy 41% cử tri đã đăng ký bầu cử bày tỏ họ vô cùng hoặc rất lo lắng về nguy cơ xảy ra bạo động chính trị ngay sau ngày bầu cử, trong khi 35% cử tri khác cho biết họ có phần lo lắng về nguy cơ bùng nổ bạo loạn ngay sau ngày bầu cử. Tỷ lệ cao cử tri Hoa Kỳ có tới 82% đã bày tỏ có phần quan ngại về khả năng bạo lực chính trị gia tăng nhằm vào các quan chức bầu cử hoặc các nhân vật chính trị nổi tiếng. Nguy cơ xảy ra bạo động đã phủ bóng lên rất nhiều các buổi vận động tranh cử sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát bất thành hai lần. Mới gần đây, Tổng thống Joe Biden đã không ngần ngại bày tỏ niềm tin rằng cuộc bầu cử cho vị trí Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 sẽ diễn ra tự do và công bằng nhưng hoài nghi liệu cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong yên bình. Trong khi đó, đa số các quan chức bầu cử địa phương chiếm tới 92% đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho nhân viên kiểm phiếu, hạ tầng bầu cử và cử tri trước thêm bầu cử năm 2024, theo một khảo sát được tiến hành vào đầu năm nay. Khảo sát này cũng cho thấy số lượng cử tri quan ngại về mức độ an toàn liên quan tới cuộc bầu cử đã tiệm cận hoặc thậm chí vượt qua mức của kỳ bầu cử lần trước là năm 2020 thưa quý vị theo các báo cáo mới đây triều tiên đã nâng cao mức độ an ninh do lo ngại về các nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo của nước này đài truyền hình yonhap của hàn quốc đã đưa tin cơ quan tình báo quốc gia của hàn quốc là nis đã cho biết triều tiên đã nâng cao mức độ an ninh để chuẩn bị cho khả năng ông kim jong un có thể bị ám sát theo báo cáo cơ quan tình báo của hàn quốc đã thông báo với các nhà lập pháp vào hôm thứ ba rằng triều tiên đã tăng cường các biện pháp an ninh cho nhà lãnh đạo kim jong un trong bối cảnh lo ngại về một vụ ám sát tiềm tàng, NIS cũng đã chia sẻ đánh giá của mình trong phiên họp kiểm toán của quốc hội theo tuyên bố mà Yonhap TV nhận được từ đại biểu Lee Jong kyun của đảng quyền lực nhân dân cầm quyền và đại biểu Park Chun Won của đảng dân chủ đối lập. Báo cáo nêu rằng NIS đã thông báo với các nhà lập pháp rằng Triều Tiên đã tăng cường an ninh xung quanh ông Kim Jong Un để ứng phó với các mối đe dọa ám sát tiềm tàng. Các biện pháp bao gồm triển khai xe gây nhiễu liên lạc và nỗ lực đưa vào sử dụng thiết bị phát hiện UAV cảm tử. Cơ quan này cũng ghi nhận sự gia tăng trong các lần xuất hiện trước công chúng của ông Kim, tổng cộng là 110 lần trong năm nay, tăng khoảng 60% so với năm trước. Diễn biến mới nhất này là dấu hiệu cho thấy căng thẳng liên tục giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cùng với các đồng minh phương Tây các báo cáo về việc tăng cường an ninh cho ông Kim đã được đưa ra vào ngày Ngoại trưởng của Triều Tiên có chuyến thăm Moscow. Thưa quý vị, chính phủ của Iran đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên gấp 3 lần trong lúc căng thẳng giữa nước này và Israel đang leo thang sau loạt vụ tập kích ăn miếng trả miếng. Ngân sách quốc phòng của Iran sẽ tăng thêm 200%. Đây là mức tăng đáng, đáng kể. Phát ngôn viên của chính phủ của Iran là Fatameh Mohajerani vào ngày 29 tháng 10 thông báo Chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của đất nước và chú ý đặc biệt tới vấn đề này. Khoản chi bổ sung nằm trong đề xuất ngân sách mà chính phủ của Iran trình lên cho quốc hội phê duyệt, dự kiến quá trình này hoàn tất vào tháng 3 năm 2025. Bà Mohajerani không công bố thêm chi tiết liên quan. Iran cũng không công bố số liệu về ngân sách quốc phòng của nước này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm có trụ sở tại Thụy Điển, ngân sách quốc phòng của Iran trong năm 2023 là khoảng 10,3 tỷ đô la Mỹ. Iran đã lên một kế hoạch bổ sung ngân sách quốc phòng trong lúc căng thẳng giữa nước này và Israel đang tăng nhiệt sau loạt trận tập kích ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Iran vào ngày 1 tháng 10 đã phóng gần 200 hỏa tiễn vào Israel, cho biết đây là một chiến dịch trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh hai nhóm vũ trang đồng minh là Hamas và Hezbollah. Giới chức của Iran vào ngày 27 tháng 10 cũng tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn để đáp trả trận không kích của Israel. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức đã kêu gọi Tehran không trả đũa để xuống thang căng thẳng. Thưa quý vị, những vụ hiếp dâm đang lan rộng trong cuộc nội chiến tại Sudan, một cuộc điều tra của Liên hợp quốc cho biết vào hôm thứ ba, cáo buộc các lực lượng bán quân sự đã thực hiện bạo lực tình dục ở quy mô gây sốc. Trẻ em cũng không thoát khỏi tình trạng lạm dụng, trong khi phụ nữ và trẻ em gái đang bị bắt cóc để làm nô lệ tình dục. Phái đoàn điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc tại Sudan cho biết trong một báo cáo mới, hiện không có nơi nào an toàn ở Sudan. Chủ tịch cuộc điều tra là Mohamed Chander Othman đã cho biết trong một tuyên bố, chiến tranh đã nổ ra kể từ tháng 4 năm 2023 giữa quân đội Sudan là SAF dưới quyền của người cai trị trên thực tế của đất nước là abdel Fattah al bunhan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự là asf do cựu phó của ông là mohamed hamdan dagalo chỉ huy cuộc nội chiến đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới phái đoàn điều tra thực tế cho biết vào hôm thứ ba rằng cuộc chiến đã gây ra hàng nghìn vụ giết người thương tích người dân buộc phải di tản nhà cửa trường học và bệnh viện cũng bị phá hủy theo cơ quan tị nạn của liên hợp quốc khoảng 11,3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, trong số đó có gần 3 triệu người đã chạy trốn ra khỏi Sudan. Hơn 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số của nước này, đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Báo cáo đã cáo buộc cả hai bên về bạo lực tình dục, nhưng cho biết phía ASF đứng sau phần lớn các vụ việc được ghi nhận. Bản báo cáo dài 80 trang vào hôm thứ Ba đã mở rộng báo cáo đầu tiên của phái bộ lên Hội đồng Nhân quyền, được đệ trình vào tháng 9. Phái bộ này cũng kêu gọi phải có lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Họ cũng lặp lại lời kêu gọi triển khai một lực lượng độc lập với nhiệm vụ bảo vệ dân thường. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.